Rồi đang quay đó. Thì quay công đoạn chứ cái gì? Quay. Nó không quay quay gì em? Con này là tên gì con? Trắng. Trắng hả? Còn con bên kia? Ồ, anh vô anh tắm anh lăn lộn kìa. Đen. Anh tắm kìa. Là thức ăn của hả? Ừ. Sáng chạy miết vậy. Ta xuống. Nó ngồi vô cái chén này nè. Kéo ra. Biết mà ngồi vô cái chén rồi. Em ăn. Con đen. Con đen. Con bầu đế gì. Nó ăn gì. Được á, cởi á. Thể dục mày mới được chứ. Sao nó xuyên chạy vậy? Con này nó chạy miết luôn cơ. Mập quá mà tập thể dục đi. Con nuôi sẵn. Cái này hai con lên được bự. Thế nào? Cái chuồng chạy hả? Ừ. Lên hai con sao chạy? Nếu thì lên hai con, nếu mà nó biết chạy. Chạy dễ thương không? Chắc có bầu rồi sao ăn dữ vậy?
tất như vậy chúng ta phải lên sưng biết nó phải u đâu nó vậy không hay là bên nó bỏ đồ ăn trong đó hai bên luôn đều vậy tại ra lúc mà nó nghiêng vào bên là mình thấy nó một bên nước thì uống nước anh em uống nước anh bảo chị đi thay hàng đi phải lật ra được cứ những chuyện làm đi tức bị xây trang trại bán thôi chuẩn bị đăng tin bán đi là vừa đó